Chào các bạn, hiện tại là khoảng 12 giờ rưỡi trưa ngày 16 tháng 3 năm 2020 ha. Các bạn thông cảm nha, xung quanh nhà mình là làm công trình nè, tiếng gà gáy nè, nói chung rất là ồn, từ sáng tới tối luôn á. Và phía trước mặt các bạn chính là xoài cát Hòa Lộc, tỉnh Đồng Tháp nha. Mình quay hình xoài cát Hòa Lộc này là bởi vì hôm trước mình đi cư xá Lý Thường Kiệt quận 10 á, mình có thấy cô chú ở tỉnh Đồng Tháp đến và bán xoài cát Hòa Lộc nè, xoài cát chu nè, rất nhiều rau nè, rồi trứng nè, rồi cá nè, nói chung là mang từ Đồng Tháp lên á. Tuy nhiên là lần đó mình định ghi hình nhưng mà cô chú sợ, là bởi vì họ sợ bán cho chung cư á thì không có được phép, do đó là mình không có ghi hình cô chú. Tuy nhiên hôm nay phải nói là mình xắt cái xoài ra ăn và thấy rất là ngon các bạn. Xoài cát Hòa Lộc ở đây bán 35.000 đồng một ký, chỉ 35.000 đồng thôi ha. Hiển nhiên thì chất lượng của xoài cát Hòa Lộc trồng ở Đồng Tháp sẽ khó mà bằng được so với xoài cát Hòa Lộc trồng ở Tiền Giang, tức là phía dưới chân cầu Mỹ Thuận đó. Ở đây thì được cái là nó ngọt thanh, phải nói ngọt thanh, rất là ngọt các bạn. Và ở đây là loại chín cây luôn, cho nên nó chín vàng rực ha. Thì nếu như xoài cát Hòa Lộc ở Tiền Giang dưới chân cầu Mỹ Thuận đạt điểm 10 đi, thì ở đây nó đạt điểm khoảng độ điểm 6,5 tới điểm 7. Tuy nhiên với giá 35.000 đồng mình thấy là một cái giá rất là tốt. Thì các bạn nào có đi cư xá Lý Thường Kiệt á, có thể lên tới khoảng độ từng... Rồi, mình không nói chính xác ha, mà các bạn đến cư xá Lý Thường Kiệt thì sẽ thấy thôi. Thường là cô chú này đôi khi mới bán thôi, tức là họ mang những cái đồ ăn ở dưới quê lên nó bán á. Đó, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh đây. Đó. Đây là chín cây các bạn nha, chín cây luôn á, vàng rực luôn. Ăn rất là ngọt. Và lúc mà nó sống sống á, thì nó bột bột. Nhìn chung á, là nó cũng bột 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 á, lúc mà ăn cái chưa có chín hẳn á. Các bạn thấy được cái vỏ đó ha. Các bạn để ý là cái xoài cát Hòa Lộc mà của Tiền Giang dưới chân cầu Mỹ Thuận á, thì cái mũi của nó sẽ nhọn hoắt lại, là cái đầu của trái xoài á. Ở đây thì nó tròn tròn bằng bằng ha. Đó, nhìn là biết là không phải là xoài cát Hòa Lộc của tỉnh Tiền Giang. Nói về xoài cát Hòa Lộc á, thì ngoài Tiền Giang ra thì mình còn thích xoài cát Hòa Lộc của Cần Giờ. Xoài cát Hòa Lộc của Cần Giờ cũng rất là ngon. Và thường thì xoài cát Hòa Lộc sẽ có giá khoảng độ từ 45 tới 50 ngàn đồng một ký, đó phải là tối thiểu. Cái xoài trái xoài trước mặt các bạn là có khoảng độ 2 trái một ký á, một trái gần nửa ký các bạn. Mình mua tất cả 4 trái là 2 ký. Bản thân mình thì mê xoài cát Hòa Lộc. Thêm thông tin cho các bạn đi về cư xá Lý Thường Kiệt ha. Giống như là một sự hỗ trợ dành cho nhà vườn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Chưa Sài Gòn hôm nay rất là nắng và nóng, khoảng độ 36-37 độ rồi.